chào quý khán giả đang đến với kênh thời sự Tóc Việt TV. Kính thưa quý khán giả, một vụ nổ máy bay trực thăng kinh hoàng vừa xảy ra tại Campuchia cách biên giới Việt Nam 5 km đang làm chấn động cả thế giới. Theo tin tình báo Việt Nam, vào lúc 7 giờ sáng hôm nay, chiếc trực thăng quân sự Z-9 của Trung Quốc chở theo 4 sĩ quan cao cấp của Trung Quốc từ thành phố cảng biển Sihanoukville bay tới biên giới Việt Nam. Nó cách khu vực casino Sòng Bài, giáp cửa khẩu Mộc Bài vài km thì bị nổ tan xác pháo. Trên chiếc máy bay này, ngoài 4 sĩ quan cao cấp của Trung Quốc, còn có một phi công, một xạ thủ súng máy cũng bị thiệt mạng. Vụ nổ từ trong khoang máy bay phát lên, nên những người ngồi trong máy bay không có cơ hội sống sót. Xác của chiếc máy bay rơi lả tả xuống khu vực người dân Campuchia đang sinh sống, nhưng rất may mắn không có ai bị thương. Nhiều người Campuchia đã đi tìm khắp khu vực này tiền đô la Mỹ. Nghe nói có rất nhiều tiền đô la bị sức ép của vụ nổ bắn ra ngoài rơi xuống đất vẫn còn sử dụng được. Phần lớn chúng bị cháy và rách bươm vì sức công phá của vụ nổ quá lớn. Chỉ sau 10 phút khi vụ nổ xảy ra, ông Tập Cận Bình đã đích thân gọi điện cho Thủ tướng Hun Sen và tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ nổ. Cảnh sát và quân đội hoàng gia Campuchia đang phong tỏa khu vực này, tìm chiếc hộp đen của chiếc máy bay. Họ không quá khó để thu lượm phần hộp đen của máy bay cách hiện trường vụ nổ 700m. Nhà chức trách Campuchia và phía Trung Quốc vẫn chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ nổ. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng nếu truyền thông Campuchia và Trung Quốc có đưa ra nguyên nhân, thì đó cũng chỉ là những tin tức giả. Họ không thể công bố những tin tức chính. Vì sao lại có thuốc nổ trên máy bay trực thăng quân sự của Trung Quốc? Theo nguồn tin tình báo Việt Nam tại Campuchia, Trung Quốc đã đưa đến Campuchia tất cả 120 máy bay chiến đấu và dân sự từ ngày hai bên ký mật ước Bắc Kinh. Trong số này có tất cả 22 chiếc máy bay trực thăng quân sự được Campuchia tiếp nhận. Tuy nhiên, quan chức Trung Quốc cũng sử dụng bằng các loại máy bay này khi đi quan sát địa hình khu vực biên giới Việt Nam hoặc đi bất kỳ đâu trên đất nước Campuchia. Đây là loại máy bay quân sự nhưng phục vụ được cả vào mục đích dân sự. Trên đất nước Campuchia hiện nay có hàng chục căn cứ quân sự của Trung Quốc. Khoảng 300.000 sĩ quan binh lính Trung Quốc tập trung nhiều ở biên giới giáp Việt Nam. Tuy nhiên, số sĩ quan cao cấp cơ bản nằm ở đảo Con Cong và thành phố cảng Sihanoukville. Họ sẽ đến biên giới Việt Nam nếu có việc bằng máy bay trực thăng quân sự Z-9. Nguồn tin trên khẳng định 4 sĩ quan cao cấp của Trung Quốc trên đường đến Sòng Bài tại Mộc Bài, họ sắp hạ cánh thì máy bay phát nổ. Nguyên nhân tại sao thì chưa có ai khẳng định được chắc chắn, nhưng vụ nổ là do thuốc nổ được cài đặt sẵn trong máy bay. Điều này căn cứ vào màu khói và mùi thuốc TNT lan tỏa trong không khí. Đã có kẻ cài đặt thuốc nổ vào trong khoang máy bay trước đó. Hiện nay khu vực gần cửa khẩu biên giới giáp Việt Nam có khoảng 60 sòng bài do người Trung Quốc quản lý. Tuy nhiên, cổ phần chính của các sòng bài này đều là của các quan chức Trung Quốc và Campuchia chiếm tới 80%. Chủ sòng bài bao gồm các công ty Trung Quốc chỉ có 20% cổ phiếu. Lãi suất của những casino này hàng năm lên tới hàng chục tỷ USD. Nhiều nguồn tin tiết lộ các quan chức Trung Quốc, trong đó còn có cả Mỹ Phượng Hòa và các quan chức lớn của Trung Quốc đều có cổ phần tại đây. Cha con Thủ tướng Hun Sen Campuchia cũng có cổ phần lớn ở khắp 60 sòng bài này. 4 sĩ quan Trung Quốc ngồi trên máy bay cũng có cổ phần trong đó. Cách đây ít ngày, một vụ đấu súng xảy ra ở đây khiến 100 lính Campuchia thiệt mạng. Họ đi đến sòng bài để kiểm tra về vụ đấu súng đó, thiệt hại như thế nào sau vụ đấu súng nói trên. Đối phương đặc biệt có thể đã biết trước điều này nên đã cài đặt thuốc nổ hiện giờ sẵn. Kẻ đặt thuốc nổ còn biết chính xác cả giờ bay nên mới bảo đặt giờ chính xác như vậy. Và năm 2008 cũng có một vụ nổ máy bay, nhưng trên máy bay lại là quan chức lớn người Campuchia. Nghe nói chính Hun Sen là kẻ đứng đằng sau vụ nổ đó. Ông ta vì muốn loại bỏ một số đối thủ lớn đầu tư vào những casino này, số vốn khổng lồ. Đây cũng là lý do tại sao Trung Quốc lại sử dụng Campuchia như một chư hầu chính hiệu. Bởi vì ngoài mặt quân sự ra, các quan chức Trung Quốc còn muốn kiếm những lợi nhuận khổng lồ từ các sòng bài tại Campuchia. Ngay cả ông Tập Cận Bình cũng có cổ phiếu lớn tại các sòng bài này, nhưng không có ai dám chỉ trích danh ông ta. Liên quan đến vụ án điệp viên Trung Quốc phản bội Lý Tắc Thành làm việc cho Cục Quân báo 2 Việt Nam. Theo nguồn tin từ quân đội Việt Nam tiết lộ, điệp viên K6 của Việt Nam có tên Trần Chí Bảo đã từ Campuchia chạy thoát về Việt Nam
qua ngã ba Đông Dương. Đây là tin vui với người Việt Nam, nhưng lại là tin xấu đối với tướng Trung Quốc Lý Tắc Thạnh. Trước đó, chúng tôi đã đưa tin điệp viên K-6 nằm trong hàng ngũ 30 người lính cận vệ của tướng Lý Tắc Thạnh Trung Quốc đang nằm cố vấn tại Campuchia bị truy sát. Người sĩ quan này đã chạy khỏi thành phố Ta Mau, cách thủ đô Phnom Penh 10 km. Ngay sau đó, anh ta đã chạy ra ngoại ô đến khu vực băng Đờ Lít, tìm đến nhà một cơ sở người Việt Nam. Lính Trung Cam đã đuổi theo và phát hiện một đường hầm trong căn nhà ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Hai vợ chồng người Việt Nam gần 70 tuổi đưa anh ta xuống đường hầm, chạy thông ra một quả núi sau nhà thoát nạn. Nhưng chính họ lại bị lính Trung Cam bắn gục luôn tại nhà vì tội che giấu tội phạm. Nhất là người đó lại là một gián điệp Việt Nam, suýt lấy mạng tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành. Khi chạy thoát ra ngọn núi, điệp viên K-6 quá may mắn khi gặp một người Campuchia chạy xe ôm. Anh nhờ người này đưa đến một cơ sở khác của quân đội Việt Nam, cách đó chừng 10 km. Ngay sau đó, anh được đưa về Việt Nam qua khu vực ngã ba Đông Dương. Trước đó, khi trao đổi qua điện thoại với cấp trên, người sĩ quan Trung Quốc này nói rằng bản thân anh ta chết không có gì phải ân hận, bởi mạng sống của anh ta là do tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam mang lại. Nhưng anh ta có vợ và con gái ở bản Khơ Lết, một bản gần biên giới Việt Nam hiu quạnh. Ngay lập tức thông tin này được đưa đến tướng Bùi Cao Khánh. Ông đã lên kế hoạch trong đêm để đưa vợ con người lính này sang Việt Nam trước khi quá muộn. Vào đêm hôm qua, khi điệp viên K-6 được một tiểu đội lính của sư đoàn tướng Hắc Ân đưa từ ngoại ô Phnom Penh ra biên giới Việt Nam, thì tại bản Khơ Lết thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bốn lính đặc nhiệm Việt Nam đã xâm nhập vào bản Khơ Lết, tìm đến nhà của người điệp viên này. Vợ và con gái 6 tuổi của điệp viên K-6 nghe tiếng gõ cửa quá sợ hãi đã không dám ra mở. Khi nghe người bên ngoài nói rằng họ là người của chồng phái đến, người vợ mới chịu ra mở cửa. Tuy nhiên cánh cửa vừa mở, cô thấy bốn người đàn ông lực lưỡng dưới ánh trăng, thì quá sợ hãi tưởng là cướp. Bốn người lính đặc nhiệm Việt Nam trấn an cô bằng cách đưa tấm ảnh của chồng cô trong máy điện thoại ra. Một người lính Việt Nam đi vào nhà, ba người bên kia ở ngoài canh gác. Rất nhanh chóng, người lính Việt Nam bật đoạn ghi âm lời nói của chồng cho cô nghe. Người vợ vẫn bán tính bán nghi, không biết phải xử lý thế nào. Nên người lính Việt Nam thúc giục cô ấy hãy nhanh chóng đưa con rời khỏi bản làng trước khi quá muộn. Ngay lúc đó, ba người lính ở bên ngoài gõ cửa giục phải chạy nhanh, bởi họ đã nghe thấy tiếng xe chạ binh của quân đội Trung Quốc. Người lính Việt Nam ngay lập tức cõng cô bé 6 tuổi chạy ra ngoài, một tay kéo theo vợ của điệp viên K-6. Khi 6 người chạy được lên núi, 8 chiếc xe nhà binh của quân đội Trung Quốc đã ập đến. Từ trên núi cách đó khoảng chừng 200 m, 6 người nhìn thấy rõ tiếng hô hoáng lục soát của quân lính. Lúc này người vợ của điệp viên K-6 mới tin rằng bốn người lính Việt Nam là người của chồng mình phái đến để cứu hai mẹ con. Cả 6 người nhanh chóng theo đường mòn trên núi đá Tai Mèo chạy sang Việt Nam. Trời về đêm sương lạnh tạo thành nước ướt sũng làm những đường mòn trơn và dày nhụa. Nhiều lúc hai mẹ con người già điệp viên K-6 đã suýt rơi xuống vực. Trong khi đó, lính Trung Quốc đuổi theo phía sau. Chúng phát hiện hai mẹ con điệp viên vừa mới bỏ trốn và chỉ có một cách duy nhất là chạy theo lối mòn sang Việt Nam. Dù chúng không nhìn thấy 6 người, nhưng lính Trung Quốc vẫn nổ súng bắn loạn xạ lên con đường mòn trên núi. Một lính đặc nhiệm Việt Nam bị thương nhưng vẫn nén tiếng kêu. Họ không bắn trả bởi nhiệm vụ của họ là đưa hai mẹ con này về Việt Nam lánh nạn. Cho đến gần 5 giờ sáng nay, vợ con điệp viên K-6 đã sang bên đất Việt Nam an toàn. Cũng vào thời điểm đó, điệp viên K-6 cũng vượt biên từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực ngã ba Đông Dương. Khi sang đến đất Việt Nam, anh được các chiến sĩ của ta nói chuyện với vợ con qua hệ thống WhatsApp. Nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt người lính Trung Quốc. Từ nay gia đình anh vĩnh viễn không thể trở lại Trung Quốc, nhưng anh đã có quê hương thứ hai của mình. Đó chính là đất nước Việt Nam, yêu chuộng hòa bình và đầy lòng từ bi bác ái. Kính thưa quý khán giả, trong những năm qua, Trung Quốc đã sử dụng bẫy nợ để biến quốc gia này trở thành chư hầu của Trung Quốc trong việc ủng hộ Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Thủ tướng Hun Sen Campuchia, ông xuất thân từ một người lính đào ngũ trong quân đội Khmer Đỏ để chạy sang Việt Nam lánh nạn, được sự giúp sức của Việt Nam cho thành lập quân đội bên trong lãnh thổ Việt Nam. Sự tàn nhẫn của Khmer Đỏ đã đẩy Việt Nam phải phòng vệ chính đáng.
Hun Sen đi theo sáu quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Campuchia, giải phóng đất nước này khỏi nạn diệt chủng của tập đoàn phản động Pol Pot. Được sự giúp đỡ của Việt Nam, ông lên làm thủ tướng, tái thiết đất nước sau nhiều năm hoang tàn đổ nát vì chiến tranh. Nhưng sau khi ổn định được vị thế và đất nước Campuchia có sự khởi sắc, ông quay lưng lại với Việt Nam. Nhiều bài phát biểu trước báo chí, ông đã đổ vả cho Việt Nam xâm chiếm Campuchia. Ông còn tuyên bố thẳng thừng, Việt Nam không phải là ông chủ của tôi, và không có gì phải sợ Việt Nam. Được Trung Quốc hậu thuẫn về mặt quân sự và kinh tế đã làm ông mở mắt đến mụ mẫn, không còn biết trời đất là gì. Những lời hứa hữu nghị viễn vông của Trung Quốc với ông đã làm cho ông tin tưởng tuyệt đối vào Trung Quốc. Thành ngữ Việt Nam có câu, há miệng thì mắc quai. Lời nói đã nói ra thì không thể thu hồi lại. Câu nói này thật đúng với tâm trạng của Hun Sen Campuchia lúc này. Hun Sen không thể há miệng vì đã mắc nợ Tập Cận Bình quá nhiều, khi mà Trung Quốc dùng vốn đầu tư vào Campuchia với con số kỷ lục. Nhiều khoản vốn đầu tư không hoàn lại, như thể cho không, cũng được Tập Cận Bình ưu đãi cho Campuchia. Nhiều nguồn tin cho rằng Campuchia đã nợ Trung Quốc đến con số cả ngàn tỷ. Vậy thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho Trung Quốc khi đất nước Campuchia quá nghèo đói, người dân lạc hậu? Nếu nhìn vào Campuchia về bề nổi hiện nay, người ta cứ nghĩ rằng Campuchia giàu có hoặc khá hơn rất nhiều so với các nước khác. Nhưng nếu suy nghĩ như vậy thì thật sai lầm, bởi sự hào nhoa, bóng mượt ở một số thành phố lớn là do Trung Quốc rót tiền cổ vào. Cả sòng bài casino hoặc các khu cao tầng đều là của công ty Trung Quốc. Còn người dân Campuchia thì vẫn làm bạn với đói nghèo. Bởi vậy, khi Tập Cận Bình sai khiến Hun Sen bất kỳ điều gì, dù không muốn, Hun Sen vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, bởi cái miệng đã ăn của người ta không thể nào há ra được. Vâng, còn điều thứ hai mà Hun Sen không thể làm được, đó là Hun Sen đã lỡ nghe lời của họ Tập đưa ra lời tuyên chiến tranh biên giới với Việt Nam. Và bây giờ khi nghe phía Việt Nam phản pháo, đã quá sợ hãi, nhưng không thể trút lại được lời nói. Vào sáng hôm nay, tuy phía Việt Nam đã mở đường cho Hun Sen một lối thoát, nhưng Hun Sen cũng không thể lựa chọn đi theo con đường đó. Vì cái ngu trong bộ não trống rỗng của Hun Sen chỉ có chứa mỗi ba từ, Tập Cận Bình. Vâng thưa các bạn, liên quan đến việc Thủ tướng Hun Sen lên sóng truyền hình trực tiếp, lên án với quân đội Việt Nam cho quân lính lấn chiếm Campuchia vào sáng ngày hôm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, vào ngày hôm nay đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và quốc tế tại Hà Nội. Bài phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng hơi dài, nhưng chứa đầy cảm xúc và tính nhân văn về tình hữu nghị của hai nhà nước Việt Nam-Campuchia. Bởi vậy, chúng tôi sẽ đăng nguyên bài phát biểu này như sau. Thưa Ngài Thủ tướng Hun Sen, nhà nước Việt Nam chúng tôi, suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, chưa có một thời đại nào đi xâm chiếm đất nước người ta. Nhân dân Việt Nam chúng tôi hôm nay được thừa hưởng sự gìn giữ và tôn tạo non sông của cha ông, nên chỉ biết xây dựng, bảo vệ đất nước. Trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam đều không có hai từ xâm chiếm. Vâng, tôi xin nhắc lại là không có hai từ xâm chiếm. Ngược lại, những người dân Việt Nam đều thấu hiểu được đạo lý. Cái gì không thuộc về mình thì không nên cố hữu chiếm lấy nó. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng với nhau. Đã nhiều đời nay chung sống rất hòa thuận, chưa xảy ra bất kỳ điều đáng tiếc nào. Những lúc Campuchia gặp nạn, Việt Nam chúng tôi coi Campuchia như người anh em, đã không tiếc cả máu xương để bảo vệ cho nhân dân Campuchia thoát khỏi cảnh lầm than, loạn lạc. Và ngược lại, Campuchia cũng đã nhiều lần chung tay giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nói là như vậy, nhưng trong cuộc sống thường nhật, những va chạm nhỏ khó có thể không xảy ra. Nhưng phía Việt Nam chúng tôi luôn giữ vững quan điểm, chuyện to thành bé, chuyện bé coi như không có. Có một điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng, đất nước nào cũng có luật pháp và chủ quyền của riêng mình. Việc xâm lấn bờ cõi của nhau, nó thuộc về chủ quyền của mỗi quốc gia. Nên điều đó, Việt Nam nhất quyết không để nó xảy ra. Và đương nhiên phía Campuchia cũng vậy. Không có bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới lại chấp nhận một đất nước khác cho quân lính đến xâm chiếm đất nước mình. Bởi vậy, nếu Việt Nam xâm chiếm Campuchia là sai, và đương nhiên Campuchia phải chống trả đến cùng. Đất nước Việt Nam chúng tôi cũng vậy thôi. Nếu Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam chúng tôi, thì dù Việt Nam chúng tôi có hy sinh đến người cuối cùng,
chúng tôi vẫn phải chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền của mình. Nhân câu chuyện này, Ngài Thủ tướng Hun Sen đã cố tình vu khống chi phí Việt Nam chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.